Nhằm tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi, sớm hoàn thành tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các độ tuổi. Trong những ngày qua, ngành y tế huyện Phú Tân đang tập trung tiêm vaccine mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại các trường học và ngoài cộng đồng. Tính đến nay, huyện Phú Tân có 100% trẻ đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, hơn 96% trẻ tiêm mũi 2 và gần 54% trẻ đã tiêm mũi 3. Đợt này, huyện Phú Tân tiếp nhận hơn 16.000 liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer và phân bổ cho các địa phương tiêm nhóm tuổi từ 12 tuổi trở lên. Trong đó, tập trung tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 4 cho đối tượng 18 tuổi trở lên, nhất là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học. Để công tác tiêm an toàn hiệu quả, ngành y tế và giáo dục và đào tạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện ra soát danh sách, thông báo trên hệ thống nhóm Zalo lớp, tăng cường công tác truyền thông, vận động giáo viên phụ huynh có con em đưa trẻ đến tiêm vaccine theo đúng thời gian quy định, đảm bảo sức khỏe của trẻ khi đến trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện Chợ Mới sâu sát thực hiện 8 mô hình dân vận khéo và 4 đề án của Ban Thường vụ huyện ủy ban hành như xây cầu, làm đường, trồng hoa, cất nhà. Qua thời gian thực hiện, huyện đã vận động từ doanh nghiệp, người dân hơn 101 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống của người dân ở địa phương. Đạt được kết quả đó, các đoàn thể đã quyết liệt đổi mới phương thức vận động người dân. Ban dân vận quyền quỹ Chợ Mới đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị địa phương trên cơ sở rõ người rõ việc, mở rộng dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với phương châm quy động sức dân để lo cho dân. Ngoài họp tổ nhóm, hội đoàn thể, mô hình Zalo nhóm tại tổ tự quản dần phát huy hiệu quả, toàn huyện hiện đã có hơn 2.400 tổ tự quản triển khai mô hình Zalo nhóm, đạt tỷ lệ gần 80%. Mô hình ra đời đã giải quyết nhu cầu nắm, hiểu và biết thông tin nhanh chóng giữa cán bộ với nhau và cán bộ với người dân. Các ý kiến kiến nghị của người dân đến cấp ủy chính quyền cũng nhanh chóng kịp thời. Vấn đề đó là rất hay. Khi mà cái chủ trương của xã mình thông báo cho các người trong cái xã, tất cả các ấp trong xã đó đi tiêm ngừa thì chỉ vận động bấm một hay vài thao tác là tất cả các tổ viên, tổ trưởng đều đi thông báo cho mọi người hết. Thành ra nó rất nhanh, rất lẹ. Còn vấn đề chẳng hạn như là cứu trợ hoặc là cho những người nghèo đó thì cũng nhanh lẹ luôn, vận động mau, rất là nhanh, rất là tốt. Xác định người dân là chủ thể trong thực hiện các phong trào, cấp ủy chính quyền của Chợ Mới quán triệt đến cán bộ nhân dân được biết, được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến trước khi tổ chức thực hiện việc xây cầu, làm đường, cất nhà, trồng hoa. Từ chỗ hiểu rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng quê hương, nhân dân đã đồng tình đóng góp sức người, sức của, thay phiên nhau chăm sóc, dung trồng hơn 83 km đoạn đường qua, trồng trên 17.000 cây, qua các loại, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp ở vùng nông thôn. 9 tháng năm 2022, huyện Chợ Mới đã khánh thành và bàn giao 36 cầu giao thông, hình thành hơn 51 km đường giao thông nông thôn ở các xã thị trấn, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Việc xây dựng hoàn thành đáng xây cầu làm đường, ngoài sự nỗ lực lớn của địa phương, hỗ trợ nguồn vốn của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, còn có sự đóng góp tích cực của các đội, nhóm từ thiện xây dựng cầu đường tại các xã thị trấn trong huyện. Trong đó, đội xây dựng cầu từ thiện ba xã Cù Lao Viên đã xây dựng hoàn thành hàng trăm căn nhà bàn giao cho các hộ dân, đưa vào sử dụng 6 cây cầu, làm hơn 1,3 km đoạn đường, kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng. Đó, bắt cầu là chính cái chỗ vui nhất á, là để tạo điều kiện sao cho là những con em nó đi học á, nó không có té như cây cầu này nè, trước đây nè nó quá trời xuống cấp rồi, mà bà con chạy chở hàng quá thì xe nó lật té hoài à. Mình thấy vậy thì bây giờ cũng là đi vô để thực hiện, thì cũng là nói với anh em cố gắng làm sao tập trung làm cho nó vượt cái tiến độ để cho bà con người ta đi lại cho nó dễ dàng, mình mừng dữ lắm. Cái định hướng trong cái thời gian tới thì trong cái công tác nhân vận khéo tham gia xây nông thôn mới thì chúng tôi cũng sẽ làm tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành cái kế hoạch năm 2023. Trong đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào các cái lĩnh vực, ví dụ như là dân vận tham gia cái xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tham gia xây dựng cầu đường, nhà ở cho hộ nghèo, cũng như là tập trung vào cái việc mà mở rộng cái hệ thống đèn đường nông thôn. Chúng tôi cũng sẽ tập trung tham gia các lĩnh vực an sinh xã hội,
thí dụ như hỗ trợ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, về cái công tác việc làm. Chúng tôi cũng sẽ vận động các nguồn lực để hỗ trợ về cái công tác khuyến học, khuyến tài của huyện, cũng như là tập trung vào cái sân chơi cho trẻ em ở các cái khu vực của nông thôn, ở các xã thị trấn. Đó là một số lĩnh vực về cái công tác nhân dân mà chúng tôi sẽ tập trung vào năm tới. Thì để làm được những việc đó thì chúng tôi cũng đề nghị là hệ thống mặt trận, các đoàn thể từ huyện cơ sở, chúng ta tập trung triển khai thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Ban Thường vụ Quỹ cũng như cấp ủy cấp trên, và tùy vào cái đặc điểm tình hình thực tế của địa phương để xây dựng cái chương trình công tác của năm 2023 để đạt cái kết quả tốt nhất. Đúng như lời Bác dạy, dân vận khéo việc gì cũng thành công. Kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy công tác dân vận ở chợ mới đã khơi dậy được sức dân cùng cấp ủy chính quyền địa phương từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn. Nhờ đó, diện mạo của huyện Cù Lao Anh Hùng đang dần thay da đổi thịt theo hướng văn minh hiện đại. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện chợ mới vừa triệt xóa thành công tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực vườn xoài thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phước Xuân. Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022, lực lượng chức năng tiến hành phục kích vây bắt 23 đối tượng đang đánh tài xỉu ăn thua bằng tiền mặt. Tại hiện trường, lực lượng tiến hành thu giữ một bộ xí ngầu, 18 điện thoại di động, 27 xe, trong đó có 2 xe ô tô và 5.500.000 đồng trên chiếu bạc. Tiến hành khám xét trên xe và trên người các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ số tiền trên 54 triệu đồng. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đối tượng Phúc là người đứng ra tổ chức để các con bạc sát phạt nhau. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết. Người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chuẩn bị tốt cho năm 2023. Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác diễn ra hôm qua 25 tháng 10. Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng 9 tháng của năm 2022, dù tình hình trong nước, thế giới còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng tỉnh đã quyết tâm nỗ lực vượt qua thách thức, từng bước phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó có 5 kết quả quan trọng gồm dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, kinh tế tăng trưởng ổn định, GRDP 9 tháng tăng 6,47%, vượt kịch bản tăng trưởng, kịch bản tăng 5,28%. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị văn hóa lớn có sức lan tỏa trong xã hội, nhất là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832 năm 2022. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và chuẩn bị tốt cho năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là các đồng chí tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó khẩn trương rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 để tập trung thực hiện đạt mức cao nhất, rà soát dư địa phát triển kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 2021-2025 để đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 phù hợp. Đồng thời tập trung rà soát công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức thành công lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang năm 1832 năm 2022 theo đúng kế hoạch. Bên cạnh thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và dân vận, quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đảm bảo khoa học thực tiễn khả thi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương triển khai thực hiện dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật, quan tâm củng cố quốc phòng an ninh, công tác nội chính. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh ủy An Giang
đã thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng đảng và dân vận, báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và dự thảo quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 13 NQ/TW ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 06 NQ/TW ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030. Tầm nhìn đến 2045, dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Dự thảo sửa đổi bổ sung chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo quyết định ban hành quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy. Dự thảo quyết định ban hành quy trình giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy. Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang vừa ra soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn cát phục vụ cho các công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh An Giang đang gặp khó khăn về tiến độ do thiếu hụt vật liệu, cát san lấp, xây dựng. Trong đó, nguồn cát tại An Giang không chỉ cung cấp cho các công trình trên địa bàn, mà còn phục vụ cho các công trình lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình hình này, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn cát phục vụ cho các công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn cát phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là 800.000 mét khối. Dự kiến tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên 1,41 triệu mét khối. Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tính lộ 945 là 220.000 mét khối. Tuyến đường liên kết dùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc liên kết với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp là 2 triệu mét khối. Thưa quý vị, bình đẳng giới đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Để thực hiện được mục tiêu về bình đẳng giới thì việc giáo dục nâng cao nhận thức là hết sức cần thiết. Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể, công tác bình đẳng giới được ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Tân đa dạng các hình thức tuyên truyền, từng bước làm chuyển biến về nhận thức và hành vi của cán bộ, giáo viên và học sinh về giới và bình đẳng giới. Trong đó, hội thi tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang triển khai lần lượt ở các cụm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, không chỉ là sân chơi để nâng cao kiến thức mà còn là dịp để cho các học sinh bày tỏ, nêu lên thực trạng còn tồn tại về những bất bình đẳng trong xã hội hiện nay. Đây là hội thi tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các trường trung học phổ thông năm học 2022-2023 vừa được trường trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Tân đăng cai tổ chức. Hội thi diễn ra với chuỗi hoạt động gồm diễn tiểu phẩm, góc triển lãm các sản phẩm do học sinh nữ sáng tạo thiết kế nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em gái. Bên cạnh đó, các em học sinh còn giao lưu văn nghệ, trò chơi vận động, thưởng thức các món ăn từ những gian hàng ẩm thực và thi thời trang tự tạo. Đặc biệt, trong phần thi tiểu phẩm về bình đẳng giới, bạo lực học đường, được các đơn vị dàn dựng công phu, truyền tải nhiều thông điệp rất ý nghĩa về giá trị đạo đức truyền thống, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, định kiến giới về trọng nam khinh nữ, vai trò của phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, vân vân, đã thu hút sự chú ý quan tâm của các em học sinh. Bình đẳng giới hiện nay là có một số người đang kỳ thị những người như cộng đồng LGBT hoặc là chỉ coi trọng những bạn nam hơn là những bạn nữ. Em tham gia hoạt động diễn kịch truyền bá về bình đẳng giới. Tiểu phẩm là Ba hiểu rồi con gái ơi. Nói về là một gia đình mà trọng nam khinh nữ, người cha chỉ muốn cho đứa con trai đi học chứ không muốn cho con gái đi học. Mang thông điệp là hãy yêu thương
mọi người như nhau, đừng có trọng nam khinh nữ hay là kỳ thị những người LGBT. Em cùng với đoàn trường của mình đã cùng nhau tham gia cái hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới của các trường trung học phổ thông, và may mắn thì em đã cùng đồng hành với các bạn ở những ngày đầu tiên, cùng nhau với các bạn chuẩn bị chi tiết nhất những phần thi trong ngày hôm nay. Thì qua những phần chuẩn bị đó, em thấy được các bạn rất là nhiệt huyết và rất là quyết tâm trong cái buổi tuyên truyền này. Điều đó cho thấy rằng các bạn học sinh của chúng ta trong thời điểm này, các bạn ai ai cũng đều có cái nhận rất rõ ràng về cái tầm quan trọng của bình đẳng giới trong xã hội ngày nay, và vấn đề bình đẳng giới giữa nam và nữ hiện nay trong xã hội và cụ thể là trong môi trường học đường thì nó rất là quan trọng. Bên cạnh những kiến thức do nhà trường cung cấp, lồng ghép giảng dạy kiến thức bình đẳng giới vào các môn phù hợp, giờ sinh hoạt ngoại khóa, các trường còn phối hợp với các ngành đoàn thể tư vấn học sinh nữ về tâm lý lứa tuổi mới lớn, sức khỏe sinh sản, vệ sinh cá nhân và kỹ năng sống, nhất là phòng tránh bị xâm hại. Công tác giáo dục về bình đẳng giới sẽ giúp học sinh định hình suy nghĩ, hình thành tính cách, thói quen và hành vi ứng xử bình đẳng, góp phần xây dựng xã hội bình đẳng thực chất. Cùng với đó, công tác bình đẳng giới cũng dần lan tỏa từ nhà trường đến gia đình. Đáng phấn khởi là phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường đều tích cực đưa con đến trường, nhất là trẻ em nữ. Đặc biệt, cấp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh nữ bỏ học đã giảm dần qua các năm học. Thì em nghĩ là cái vấn đề bình đẳng giới hiện nay ấy, nó đâu đó vẫn còn xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là ở một số vùng cao. Cho nên cái việc mà chúng ta lan rộng cái kiến thức về cái việc mà bình đẳng giới tính là một việc rất là cần thiết đối với chúng ta hiện nay. Hội thi này thực hiện theo cái đề án là 938 với cái mục đích giúp cho các em học sinh có một cái sân chơi là lành mạnh. Bên cạnh đó giúp cho các em là giao lưu học hỏi và đồng thời các em có những cái hiểu biết sâu sắc hơn về cái việc mà tuyên truyền về cái nội dung là bình đẳng giới, đặc biệt là nâng cao vị thế của người phụ nữ là trong cái xã hội. Có thể thấy, việc đa dạng các hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới của các trường trên địa bàn huyện Phú Tân, nhất là thông qua sân chơi ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của học sinh. Đây là hành trang để các em trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh biết rõ hơn về luật bình đẳng giới, vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Để từ đó, tất cả mọi người đều có vai trò trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, lựa chọn sinh con theo giới tính, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát huy tốt vai trò phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương tỉnh tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng lực lượng đơn vị trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, chương trình hành động số 30 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản có liên quan trong toàn lực lượng. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng gắn với kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà phát triển ổn định, bền vững, gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Và xác định bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh trong mọi tình huống, và nhất là ở An Giang chúng ta là một cái tỉnh có địa bàn biên giới và rất nhạy cảm về quốc phòng, về an ninh, về dân tộc, về tôn giáo, và cái tuyên truyền toàn lực phối hợp để giữ vững trên toàn tuyến của biên giới của chúng ta và biên giới của các tỉnh bạn ở trong cái quân khu chúng ta, và cái nhiệm vụ chúng ta trong cái lãnh đạo thực hiện cái
phát triển kinh tế xã hội, thì cái vai trò của quốc phòng an ninh cực kỳ quan trọng. Tất cả các đề án mà tỉnh thông qua liên quan đến văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, rồi phát triển kinh tế đều phải có ý kiến của quân sự. Chúng ta xây dựng, chúng ta phát triển kinh tế xã hội, chúng ta gắn với lại cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, nhất là liên quan đến quốc phòng an ninh. Không phải vì cái phát triển kinh tế xã hội mà là ảnh hưởng đến cái giữ gìn cương thổ quốc gia, giữ gìn cái an ninh chính trị, giữ gìn cái chế độ. Cái này rất rõ, tôi đề nghị các đồng chí ở trong quán triệt đối với người trang mình, từ ở cái chỗ đảng ủy, từ cái chỗ ban thường vụ của đảng ủy, cũng như là các đồng chí lãnh đạo phải nắm vững tinh thần này, và trong mọi lúc mọi nơi ở mọi thời điểm xác định các quỹ địa phương phải triển khai thể hiện rất rõ về cái này. Bí thư Tỉnh ủy Đại Hồng Quang yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu ngày càng cao, xây dựng lực lượng thường trực đúng biên chế, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng pháp luật, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, chú trọng đối với các chức sắc chức việc trong tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, xây dựng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng với các tỉnh của nước bạn Campuchia, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết hài hòa, đúng pháp luật các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới, giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với công ty cổ phần FPT. Tham dự lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao ý nghĩa việc ký kết hợp tác này, góp phần triển khai các chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới. Qua đó nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác hôm nay giữa tỉnh An Giang và tập đoàn FPT là bước khởi đầu và là tiền đề quan trọng để tỉnh và tập đoàn phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn FPT tiếp tục hỗ trợ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh ủy An Giang, tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số của tỉnh, hỗ trợ truyền thông các sự kiện chuyển đổi số tiêu biểu của tỉnh, chung tay đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh tới mọi miền Tổ quốc thông qua nền tảng thương mại điện tử. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các sở ngành liên quan phối hợp với tập đoàn FPT khảo sát, đề xuất những nội dung lĩnh vực cụ thể phù hợp hiện trạng, điều kiện và đặc thù của tỉnh để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và công ty cổ phần FPT đã ký kết nội dung thỏa thuận hợp tác như xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh và nguồn lực hai bên. Cụ thể hóa chương trình hành động thành các nhiệm vụ dự án bám sát theo nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh An Giang, thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị địa phương, nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm để thực hiện đánh giá các bộ chỉ số, phát triển các giải pháp thanh toán số cho các nền tảng dịch vụ công ích và thương mại, hỗ trợ trực tiếp người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình có buổi làm việc với tập đoàn Nova Group cùng các đối tác công ty đa quốc gia Google, công ty tư vấn toàn cầu McKinsey và các đơn vị tư vấn về đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu. Đây là đề án hưởng ứng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn Nova Group đã thông tin các ý tưởng quy hoạch, phân kỳ đầu tư, các chính sách ưu đãi theo đề xuất của các nhà đầu tư góp phần phát triển khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, An Giang. Nova Group đã chuyển giao đề án quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp cho tỉnh Đồng Tháp. Đây là đề án quy hoạch liên vùng gồm các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ trí tuệ nhân tạo,
trung tâm giải trí tại khu biên giới cửa khẩu hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Với kinh nghiệm là đơn vị phát triển dự án bất động sản quy mô, Nova Group đánh giá cao lợi thế và tiềm năng của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do dùng đất sơ khai còn nhiều khó khăn nên khó thành công nếu chỉ quy hoạch cục bộ, thiếu kết nối với các nước tiểu vùng sông Mekong, với các thành phố lớn. Do đó, đề án thành công sẽ góp phần xóa bỏ các điểm nghẽn của đồng bằng sông Cửu Long về kết nối hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, giáo dục, tạo ra điểm đến mới của du lịch tiểu vùng sông Mekong, một khu đô thị kinh tế biên mậu kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao ý nghĩa của đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, đồng thời cho rằng đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu nếu được khai thác và sử dụng hiệu quả sẽ góp phần phát triển cộng đồng, hợp lực đưa tỉnh An Giang và đồng bằng sông Cửu Long bứt phá vươn lên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, do đây chỉ là ý tưởng chưa là dự án cụ thể nên tỉnh An Giang chưa thể cam kết cơ chế chính sách liên quan đối với ý tưởng Nova Group. Qua đó, đề nghị Nova Group cần sớm triển khai dự án cụ thể để tỉnh An Giang có cơ sở xin cơ chế chính sách phù hợp. Ngoài ra, Nova Group có thể đề xuất các cơ chế chính sách đối với tỉnh An Giang khi dự án được triển khai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Nova Group trong thực hiện dự án.